nay Linh làm ba món ăn đơn giản cho quý anh chị. Bữa nay hôm qua Linh đi về trong nhà mẹ Linh chơi đó. Cái bữa nay Linh không có đi chợ, còn ít đồ ăn, cái Linh đem ra Linh làm luôn cho quý anh chị. Cá khuy nè, hồi nãy mẹ Linh cho nè. Linh về mẹ Linh cho được ba con cá cũng bự bự không à. Linh chiên đây hai con. Đây còn ít thịt á, cái Linh thái khổ qua Linh vô Linh dồn thịt được nhiều của chú anh chị, được 3-4 trái nhỏ nhỏ không mà Linh dồn thịt Linh hầm được một tô canh khổ qua. Ở đây là giá với củ cải đỏ với đậu nè, đậu bắp nè, đậu đũa. Linh xào chung lộn xộn thập cẩm vậy của chú anh chị. Linh chấm nước mắm chua ngọt nè. Nay bữa cơm trưa đơn giản của Linh cô chú anh chị. Bây giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Tiên Linh ăn cái món đậu xào trước. Linh đi chơi hôm qua, sáng nay Linh mới về. Giờ trong tủ lạnh, về nhà trong tủ lạnh còn gì, làm ăn Linh cũng biết đỡ. Mẹ Linh có cho cơm nữa. Mà Linh không có ăn cơm, chừa lại. Thấy nhiều đồ ăn rồi. Cá béo, cá ú béo. Còn có mấy trái khổ qua đều đều nó nhỏ không? Dây con chầm mà lại khác. Hôm qua Linh chầm mấy dây cũng ăn nhiều. Nay nó tàn. Cắt bỏ cái dây chầm lại cái khác ăn. Thank you.
nay lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 Linh đi về mẹ Linh chơi vậy là xong. Không có đi chơi đâu xa. Chưa Linh chia sẻ món ăn đơn giản cũng xin giúp lại nha cô chú anh chị xem video của Linh đó, có thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.